À, cho nên là chúng ta trong những cái giây phút này hoàn cảnh khổ rất là nhiều, mà em đã đồng tình để mà nhường lại cái phần tiền 41.992.000 đồng để cho anh xây nhà cho bà cụ ở dưới kia. Yeah. Thì điều này là quá là tuyệt vời. Bà cụ dưới là coi như cái hình te tô anh lấy ra cho em mượn coi. Bà cụ lớn tuổi rồi, nuôi hai đứa cháu. Con được gì là cũng được rồi. Con mừng dữ lắm luôn. Con gì là cái tấm hôm tham, cũng là cái tốt. Thì nãy anh cũng đã hỏi sơ với vào mong muốn như nào, em cũng đã nói thôi xây miếng vách này lại đủ rồi. Dạ. Không cần sửa gì nhiều cho tốn kém. Tại em còn bệnh hoạn nữa rồi chưa rồi. Làm được thành ra. Đó, em thấy nhà của bà cụ tét bét luôn. Nhà của bà cụ này chứ tư. Dạ. Đó, lát chiều nay anh sẽ đi xuống nhà bà cụ. Dạ. Còn hai đứa cháu nội nữa. Dạ. Ba nó bỏ luôn. Ai cũng khổ vì cái chút chút rồi. Dạ. Đó, ông cụ thì mới mất được năm. Mới mấy tháng chứ, còn con dâu thì chết. Dâu nó bỏ. Dâu bỏ luôn à, dâu bỏ luôn. Rồi thằng con trai. Con trai giờ nó đi thành phố bỏ mình nên bỏ nó. Con luôn. Coi như vợ chồng nó là mỗi đứa đi một nơi vứt bỏ luôn cho bả luôn. Bỏ hai đứa nhỏ để bả nuôi. Đó, cái nhà này ten beng đất bét nè, đúng vậy thấy không? Alo, xin chào quý vị khán giả. Hôm nay ngày 17 tháng 9 năm 2020 thì Apple Sang đã quay lại nhà của em giàu và chống con thì bị vợ bỏ. Sau khi em đã được phẫu thuật xuất viện về nhà, hôm nay Sang vô coi tình hình sức khỏe như thế nào để mà tính tới hướng mà hỗ trợ cho gia đình em giàu. Dạ, khỏe anh Út. Khỏe không? Khỏe. Dạ. Rồi. Giờ vô nhà vào. Bữa nay tôi cũng giới thiệu ông cái nhà này nữa. Dạ. Giới thiệu cần chứ nó đang gần nhà của anh giàu á. Dạ em giàu. Bây giờ từ cái lịch từ đây tới chiều em cứng nhắc đó rồi. Dạ. Để như khác đó anh. Dạ. Giờ cái đường này là đường đi vô nhà của em giàu. Thì cái tình hình của em giàu là vợ thì bỏ để lại đứa con nhỏ. Em là người trụ cột nuôi con, nuôi mẹ, một người mẹ già. Thì em rất là hiền, tướng tá đẹp trai, không ai bị cái bệnh hiểm nghèo. Sau khi họ được phẫu thuật mà được về nhà cụ hỏi tiền, mà khi mà em đi làm á thì tuần em làm 5 ngày kiếm tiền nuôi vợ, nuôi con, nuôi mẹ già. 2 ngày thì em rảnh em đi làm việc thiện mà trong với lại nhóm của anh Tư Thanh, rồi mấy anh em đi xây dựng cầu. Thì những cái ngày thường mà em rảnh rỗi thì em cũng đi mượn xe tải vận chuyển những cái đồ, mà cái đồ kia bằng đồ làm từ thiện ngộ này kia nọ đó, em bỏ công ra đi làm. Rồi nay khỏe chưa? Đâu là bác Sang biểu rồi, nó đi đâu rồi? Kìa đó, kìa. Rồi là bác Sang biểu. Mổ được gan mấy hả? Dạ. Dạ nó thung lên còn. Nó cũng mau lành đó. Dạ. Nó trong đây nó còn hơi cứng rồi. Còn hơi cứng hả? Dạ trong nó cứng. Có hỏi bác sĩ chưa? Đi tới khám chưa? Dạ tới khám cũng hai lần. Mở đèn cái vòng. Dạ. Ai đây? Hả? Đó nghe. Con ăn cơm chưa? Con mới ăn rồi. Con mới ăn rồi hả? Dạ. Rồi. Rồi con hôm giờ có đi học không? Dạ có.
Đi học hả? Dạ. Rồi mấy bữa có vô thăm ba mổ không? Dạ không, người ta không có cho con nít vô. Không cho con nít vô hả con? Dạ. Rồi mấy nay con đi học được mấy ngày rồi? Dạ 2 tuần rồi. Rồi được 2 tuần rồi hả? Dạ. Rồi, về con có kêu ba uống thuốc không? Dạ có. Thấy ba đi mổ gì con sợ, con lo, con sợ không? Dạ sợ. Rồi. Con sợ, sợ gì? Con sợ. Sợ ba bỏ đi nữa hả? Dạ. Rồi mẹ sao? Hả? Mẹ bỏ rồi. Nhớ mẹ không? Dạ không. Không nhớ mẹ hả? Dạ. Sao con không nhớ mẹ nữa? Con ghét mẹ con. Con ghét mẹ con hả? Dạ. Rồi từ đó đến nay hay ba bệnh rồi mẹ không có về thăm hả? Dạ không. Không có về thăm con luôn? Dạ. Thôi gán ngoan đi con ha. Dạ. À. Rồi. Rồi dán ngoan đi nha. Dạ. Nhà nhớ coi, ví dụ con đi học về nhớ ở gần ba. Dạ. Đừng chơi nhiều nha. Dạ. Kính thưa quý vị khán giả, thì đây là con đi học. Con đi học hả? Rồi. Đó là con gái của em giàu. Còn đây là em giàu. Đây là mẹ của em giàu. Rồi nay vô thấy cô này là ai nữa? Thăm. Giờ lên đến đây thăm hả? Dạ. Hôm anh nói giờ hôm hổm anh nói coi có ai tìm bạn bốn phương tìm giúp giùm không? Dạ. Giúp cuộc có bạn bốn phương không? Nhìn mặt sáng sủa chứ. Quê ở đâu? Ba Vàm. Ba Vàm hả? Qua tắt mạnh cho quạt rồi để nó ù. Nghe hả? Được vậy là tốt rồi. Dạ. Thì sau khi mà nằm bệnh viện phẫu thuật xong rồi anh nói chung là cũng nhiều việc quá, anh không có. Dạ, anh nói anh ghé vô bệnh viện Cần Thơ để anh thăm em. Dạ. Nhưng rốt cuộc anh không có ghé vô được đó, thì nó quá nhiều việc. Thì lúc về có báo cho chú Thanh bữa đó về. Hả? Dạ. Rồi mổ một lần đó rồi có tái khám gì có xuống khám rồi nó đợt nó khám rồi đằng sau nó kêu xin giấy chuyển viện xuống khám nữa cái lần nữa. Ừ. Dạ. Rồi có xin khiết lại không, làm cái tờ xin giấy kiểm tra xin khiết lại coi có cái nó bú lành hay bú ác tính hay không, nó ở khối u ruột non nó rồi nó mổ không có xin khiết hả? Dạ không. Rồi ba cái chi phí thì nguyện em có giữ giấy lại cho anh không? Dạ có. Rồi lấy ra mượn con. Chắc qua bàn ngồi ở chỗ này cho nó sáng nó tối ha. Giấy nhiều quá rồi thành ra cái nào nó nhiều khi nó đưa qua đây nó, này giờ cái không đưa nó em qua bên kia em ngồi luôn đây, ngồi kế anh Tư đi, ngồi kế anh Tư Thành gì mình. Cô ăn cơm chưa? Dạ rồi. Dạ rồi hả? Dạ. Nay cô khỏe không? Bớt bệnh chưa? Dạ, còn ho mấy ngày nay ho. Dạ. Mấy ngày ho hả? Dạ. Tí xíu nữa kêu dạo cho nó chạy lên chỗ nhà nghỉ Hoàng Khanh đưa ít thuốc cho cô uống. Rồi tổng chi phí bữa hết đóng hết tiền nhiêu tiền? Sau khi trừ bảo hiểm. 12 triệu mấy. 12 triệu mấy hả? Ở 11 triệu mấy hay 12 triệu mấy con? 11 triệu mấy, đâu tờ nào đâu? Này nè. Cái này thuốc gì? Với thuốc với cái này. Này cái thu 32 triệu 900 ngàn hả? Rồi trừ bảo hiểm nha, còn 11 triệu mấy hả? Dạ, không biết. Đâu có tờ trừ đâu. Vậy cộng trong đó, nó đưa cái đó, giấy đó, rồi xuống đi đóng tiền đó. Nó đưa nói đây. Chung là xong xuôi hết tất cả là 12 triệu mấy hay 11 triệu mấy. Cái tờ đó tổng tiền là 32 triệu. Kỳ, mất tiêu tính rồi. Ừ.
À, tờ này nè, sau khi trừ bảo hiểm nha còn lại là 12.090.000. Rồi hôm hổm là anh tạm ứng cái tiền của cái nhóm Phật tử A Di Đà và đại diện là chị Cao Vinh Tiêu lúc mấy lần đầu tiên tới thăm á, là tạm ứng là cho em bao nhiêu tiền, bữa gửi tiền Cao Vinh Tiêu là $500 đúng không? Yeah. Tương đương với 11.500.000 đúng không? Yeah. Lần đầu tiên á tặng 2 triệu nữa. Tặng thêm 2 triệu nữa là 13.500.000. Thì coi như là lần đầu tiên đã hỗ trợ cái tiền đầu tiên đó để mà lo đóng nhập viện đó, là cho tới bây giờ thời điểm này là cũng đủ để mà lo tiền viện phí. Dạ. Cho em đúng không? Như bên này ứng cho con một lần 5 triệu chứ phải không? Không khéo được có được con triệu phải không? Dạ. Để xây sở trong gia đình đó, bên Tư Thanh cho riêng 5-6 triệu để... Còn bên Út Khéo á, Út Khéo mới 5 triệu. Ừ. Bên này ứng cho... anh ứng giùm cho em hả? Ừ. Ứng giùm cho em tổng cộng nhiêu tiền? 6 triệu. 6 triệu. 6 triệu phải không? Lần 1 triệu, lần 5 triệu. Lần 1 triệu, lần 5 triệu, hai lần là 6 triệu. Thì coi như là trước sau rồi cũng là... cũng đủ cái tiền viện phí với trang trải mình lo ăn uống rồi đó lui rồi trong bệnh viện. Yeah. Rồi cũng dài đỡ chưa? Dạ, cũng đi siêu âm ngoài đây giấy màu á. Ừ, mới kêu siêu âm lại hả? Dạ con đi siêu âm lại. Ừ. Có giấy màu không đâu đâu. Cái này mấy nhà này cái này nhà của em tự đóng hả vào? Dạ. Anh tự đóng lại để mà ở hả? Mấy dách này em tự thiết kế luôn hả? Xem và hâm đi xem với xi thông mới nè. Ừ. Nó tốt. Ừ. Bệnh con không sao đâu. Giờ bệnh thì có sự trợ giúp bên hội thiện nguyện BDS tạm ổn rồi. Dạ. Yeah. Có cô nào vô để mà thay thế cái vị trí đó là giờ không vậy giờ tôi con đang bệnh rồi cô tôi chứ tôi kêu gọi kêu gọi tìm vợ bốn phương giùm cho anh từ bữa trong bệnh viện tôi kêu gọi giùm tới nay có cô nào để ý chưa có kêu chỉ mạnh coi tôi trình diện bạn. Với lại quý vị khán giả thôi dạ bạn bạn à, mới bạn hả đang bệnh nó có dám làm đang trong quá trình tìm hiểu đúng không dạ. Không có nghĩ gì cái vấn đề đó nhưng dạ. Mà thí dụ như con có thì ở đây chú Long Sang cũng đồng tình thôi nó có đâu dạ. Bạn nhưng mà nói trước nha kỳ trước là cách đây một năm gì trước vợ bỏ viên hay tin vợ đi đám cưới dạ. Vợ lấy chồng ở nhà té gãy răng buồn quá té gãy răng đúng không có vụ gãy răng nó vẫn còn đâu nghe tôi coi dạ. Nha dạ đó ừ đó là cái đó là kỷ niệm con vợ để lại trước khi bỏ mình để lại cho mấy cái răng dạ. Lấy thẹo cho mấy cái răng nhớ nha dạ. Đợt sau có mà bước thêm bước nữa lấy bà nào nhớ đừng để lấy thẹo thêm mấy cái răng nữa coi như hết răng cháu gió thổi đau bụng luôn á nha dạ. Buồn buồn chứ ngu dại chơi lấy cái răng cài với đất buồn giận nó kéo lại cắn nó một cái giờ đỡ buồn ngu sao cắn với đất chi rồi gãy răng giọng nó ghét còn cái nú không cắn gì đâu ừ lá còn cái nú không chạp bà nội cũng đổ chú khô luôn nếu anh phụ phụ tình tôi thì tôi sẵn sàng có cái nghị lực để mà chuẩn bị trước rồi bệnh tật cũng đã vượt qua yeah. Cũng nhờ cái số tiền $500 của nhóm Phật tử A Di Đà ở bên Mỹ đại diện là chị Kevin Tiêu đã gửi đây cho chú Sang để mà gửi cho gia đình cái buổi gặp ban đầu á yeah. Để lo bệnh tình thì sau đó cũng tiếp tục đó là chi thêm là 6 triệu đồng nhà anh Tư Thanh gửi dùm yeah. Để lo tiền ăn uống đồ này kia đi ra vô trong bệnh viện để nuôi vào
thì tổng chi phí đưa cho anh vào trước sau đó 17.500.000 ha. Rồi thấy nhau giờ bệnh tình đã hết rồi, giờ tính tới vấn đề mà xây tổ ấm, xây nguyên ương sao, có lên kế hoạch không, nói tôi nghe thôi. Dạ sửa sơ sơ là cũng được nhá. Sửa sơ sơ là cũng được chú. Sửa sơ sơ đâu hả? Sửa sơ sơ là sửa làm sao? Sửa sơ cái gì? Ở trên cũng còn đẹp, ở dưới sửa sơ sơ lên cho con người. Ừ. Ở trên cũng còn đẹp. Dạ. Ở dưới là sửa sơ sơ. Sửa sơ là sửa làm sao mới được nè. Có cái phòng hai quả tim vàng được không? Hả? Chứ khỏi cũng được, chủ là mấy cái vách xây lên tô lại khỏi hả? Dạ. Rồi mà lỡ lụm quả tim vàng thì ngủ đâu? Lỡ mà lụm được quả tim vàng mới về ngủ đâu? Đừng nói tôi ra sửa bờ ao ngủ nha. Chưa tính được. Chưa tính được hả? Dạ. Nhưng mà tính chỉ gì tính phải chừa lại bộ găng để mà ăn nha. Dạ. Đừng để bà sau nó tẩm luôn cái bộ găng nữa coi như là xong đó. Sửa là sao phải không? Dạ. Giờ nhà cửa làm sao đâu bệnh. Đang bệnh người để tiền nhìn tiền. Để coi tham quan sơ cái nhà cửa rồi. Anh Tư. Giờ làm sao anh Tư? Vào đây. Vào vô đây. Ý muốn xây mấy cái vách với cái cửa buồng này lại thôi à. Xây cái vách với dạ. Cửa buồng này lại thôi. Dạ. À. Xây vách với cửa buồng này lại được rồi. Dạ. Ở đây mình xây vách nhờ người ta đúng không? Vách nhờ cũng được nữa mà cái tô mặt trước cho nó ấy thôi tại mưa. Nhà chỉ có mỗi cái vách đằng trước mặt tiền thôi. Dạ, nó tạm. Ba cái vách đằng sau là coi như là mượn đích nhà người ta là chơi hết. Dạ. Ha. Còn ví dụ mà lỡ mà hên hên năm nay mà kiếm được cái quả tim vàng nữa về để ngủ đâu? Đó là em chưa suy nghĩ tới nên xe. Chưa suy nghĩ tới hả? Dạ. Ở đây luôn không? Dạ. Dứt đây luôn không? Cười hả? Nhà không thiết kế không đọc không? Giác tivi quét bên cái lỗ này kêu bằng lỗ giải nhiệt. Giải nhiệt cho cái tivi. Đó. Còn cái lỗ này là để dành là khi mà ai mà lại bấm chuông á là bấm chuông ngoài là anh chỉ đưa cái mặt ra anh nói có tôi đây ngay chỗ này. Đó. Còn tivi này thời ông Cố ông Thiệu. À, trời ơi dân nhiều chuyện mà đó. Rồi ra đây rồi, rồi bây giờ vậy ha. Sao cô hả? Em cứu được chị cảm ơn nhiều lắm. Sao con cảm ơn nhiều? Em cứu thằng Hiền á, với trong đạo mình với mạnh thượng quân rồi với em chị nãy gì chị cảm ơn. Dạ thì mỗi một người có một cái nhân duyên, mỗi một cái hoàn cảnh, cái nhân duyên, cái duyên lành thì mình có được cái duyên lành thì mình sẽ đón nhận được cái sự chung lòng chung sức của mạnh thượng quân. Dạ ha. Dạ. Thì đó là cái điều rất là tuyệt vời. Thì cho nên thì thôi bây giờ về thì cũng chúc mừng gia đình con. Yeah. Thì hai cho con vào thì cũng đỡ, cũng thoát được cái bệnh tật. Yeah. Là điều đó điều đáng mừng nhất. Yeah. Khi ta có được cái sức khỏe rồi ta mới làm ăn được đó, ta mới gây dựng lại được. Yeah. Còn, vào vô đây. Dạ 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 anh chào con. Dạ tại bây giờ vậy ha, cứu con nghe chị mang ơn nhiều lắm chứ. Dạ anh nghe anh không sao đâu chị ơi. Chị dạ làm sao hả, bây giờ vậy ha. Dạ thì bây giờ nhà là cái vấn đề của em vào á thì sau dạ chị cô chờ con xíu, con đang làm việc cô ơi. Dạ. Giờ con sau con đang ăn, cô đang làm việc nhìn con kêu con làm bệnh. Dạ, ôi, qua cái thời gian mà quý vị cộng đồng mạng cũng như quý vị Mạnh Thường Quân đã thương gia đình của mình. Dạ. Thì mọi người đã chung lòng chung sức
Thì theo như ngày hôm nay gia đình giàu cũng nguyện sửa vách lại đủ rồi. Còn sau này có tính tới xây quê hương tổ ấm vậy tính sao? Thì nếu nguyện vọng con giàu nó muốn như đó thì em sẽ hỗ trợ như đó. Nha. Thì giờ trước mắt á thì em sẽ đọc cái số tiền của Mạnh Thường Quân ủng hộ cho giàu. Rồi để mà giúp giàu nữa vượt qua cái khó khăn. Thì bây giờ em xin phép được đọc tên đây là đầu tiên là Kiều Anh gửi 100.000. Châu Nguyễn gửi 1.000.000. Châu Nguyên hay Châu Nguyễn này nè. Giấu tên gửi 2.000.000. Dì Hai Bánh Canh chợ Kiên Lương gửi 500.000. Hồ Thị Kim Phương hay Phượng đây gửi 500.000. Trần Tiêu Vũ gửi 300.000. Phật tử Tam Bảo gửi Phật tử Tam Bảo ở Mỹ gửi 4.600.000 đồng. Giấu tên gửi 400.000. Chị Bình gửi 2.000.000 đồng. Hương và chú Long Thủ Đức gửi 3.000.000 đồng. Mai Ngọc Thảo gửi 1.000.000 đồng. Giấu tên gửi 500.000. Phương Quý Trần chết rồi, xin lỗi nha. Cái tên Phương Quý Trần này là chung với Phật tử Tam Bảo. Nó làm lộn rồi. Cho em mượn cái viết đi. Đây em đánh dấu nè. Phương Quý Trần là 4.600.000, 20.000 nè. Sai nè. Hai lần. Phật tử Tam Bảo là cũng là Phương Quý Trần là cái người gửi nè. Cho nên nó thì Sang vẫn đọc điên láng Sang trừ ra. Phương Quý Trần là 4.600.000, 20.000 đồng nè. Cùng với là Phật tử Tam Bảo cũng là 4.600.000 nè. Thì con gái em sẽ đánh sai cái chỗ này. Hiếu Vĩnh Thái là 2.300.000, 10.000. Thủy Dương là 1.160.000 đồng. Pháp Danh Minh Thuận gửi 2.300.000, 20.000 đồng. Nguyễn Ngọc Cúc gửi 500.000 đồng. Lê Bích Liên gửi 4.630.000 đồng. Và Trần Thị Thiên Kiều gửi 41.992.000 đồng. Tổng số tiền đọc hết danh sách trên là 73.432.000 đồng. Thì trong đó thì bây giờ em sẽ trừ lại 4.620.000 đồng của Phương Quý Trần nè. Nhập tên hai lần. Nha. Đó là tên của đại diện gửi giùm Phật tử Tam Bảo đó. Nhưng mà con gái em nó lại đánh cái hai lần. Rồi tại vì nó đánh hai cái tên khác nhau. Nhưng mà em nhìn vô là em biết. Trừ ra 4.600.000. bảy mươi ba triệu 432.000 trừ ra 4.600.000 đi. Đây. Còn lại 68.800.000 73.432 trừ ra 4.600.000 bằng 68.832.000 68.832. Rồi. Số 68.832 thì giờ em cũng thông báo anh luôn. Để trước khi mà chưa ai đóng góp, em có xin cái chị Trần Thị Thiên Kiều số tiền là 41.992.000 đồng để sửa nhà cho em giàu. Giờ nếu chú thương thì chú sửa luôn đi. Phan anh để em nói. Ha. Em xin cái tiền này để sửa nhà cho giàu. Thì trong đó chị này đã kêu gọi đâu đó cũng mười mấy người ở bên Đoạn để gom lại được số tiền như đây. Thì chị có nói nếu mà em giàu khó khăn thật thì dùng số tiền này cất. Còn nếu có người giúp rồi thì Sang giữ số tiền lại giúp cho những cái ngôi nhà khác. Thì cho nên em sẽ từ trừ số tiền này
để em lấy số tiền này chiều nay em xây cái nhà cho bà cụ. Bà cụ hồi tối ha. Thì ở đây anh Út nó có hộ nào khó giữ không, cái đó sau đi anh làm việc cái nào cho ra cái đó. Thì bây giờ nói luôn vào ha, thì nói chung thì mình còn trai tráng, còn sức khỏe, còn lực mình tốt. Sắp tới mình chuẩn bị đón cái quả tim hồng, cho nên chắc chắn quả tim hồng này sẽ đốt được cái lửa hồng này, nó cháy to hơn chút. Hai đứa bắt tay nói nhịp cầu tre là bảo đảm là đi lên ha. Tôi nhìn sơ qua cái mặt nãy tôi thấy rồi, đúng không? Và cũng ổn á. Thì bây giờ á, anh báo luôn ha, anh trừ ra 41.992.000 đồng này để nhường lại cho bà cụ không nơi nương tựa, nuôi hai đứa cháu nội, cha bỏ mẹ chết, nhà thì nát hết rồi. Anh sẽ dùng số tiền này xây qua cái nhà bà cụ, em đồng ý ha. Xưa nay em cũng là thường phát tâm để đi phụ làm việc thiện. Thì anh làm cái việc này anh trừ ra là anh tin chắc em có đồng, anh em đồng ý hai tay. Đúng không? Không buồn phiền ha. Quá tuyệt vời. Rồi, anh sẽ trừ ra 41.992.000. Trừ 41.992.000. Vậy là số tiền của em còn lại là 26.840.000 đồng. Đúng không? Tổng số tiền 26.000.000. 840.000 đồng. Thì như vậy á, tiền quyên góp của em á, được 26.840.000 đồng. Cộng với lại chị Kevin Tiêu, nhóm Phật tử A Di Đà bên Mỹ 11.500.000. Mà anh đã đưa rồi, đúng không? Cộng với lại 6 triệu của anh Tư Thanh nữa. Nhưng hai triệu cho cháu đó. Có tính rồi. Cộng 6 triệu nhờ anh Tư Thanh tạm ứng cho anh điện về, nhờ anh về không kịp. Cho nên nhờ anh Tư Thanh tạm ứng cho là 2 triệu. 6 triệu rồi anh đưa 2 triệu riêng cho em ở trong bệnh viện nữa. Là 8 triệu ha. Rồi. Cộng đây, cộng 11.500.000, cộng 8 triệu. Như vậy là sau khi mà đến thăm hỏi em và hỗ trợ cho em được điều trị bệnh cho tới thời điểm này, tổng số tiền của em được đón nhận là 46.340.000 đồng. Mà trong đó em đã nhận trước được 19.500.000 đồng rồi. Có đúng không? Đưa trước là 11.500.000, cộng 2 triệu anh đưa trong bệnh viện, anh Tư Thanh, anh điện về kêu Tư Thanh cầm vô bệnh viện cho em thêm 6 triệu nữa. Là 19.500.000. 19.500.000 với lại 19.500.000 với 26.840.000 đồng là của anh em, tổng số tiền tới thời điểm này được 46.340.000 đồng. Thôi cũng là may mắn. Cho nên là chúng ta trong những cái giây phút này hoàn cảnh khổ rất là nhiều, mà em đã đồng tình để mà nhường lại cái phần tiền 41.992.000 đồng để cho anh xây nhà cho bà cụ ở dưới kia. Thì điều này là quá là tuyệt vời. Bà cụ dưới là coi như cái hình te tô anh lấy ra cho em mượn thôi. Bà cụ lớn tuổi rồi, nuôi hai đứa cháu. Con được gì là cũng được rồi. Cũng mừng dữ lắm luôn. Con gì là cái tấm hôn tham cũng là cái tốt. Thì nãy anh cũng đã hỏi sơ với anh Giàu mong muốn như nào, em cũng đã nói thôi xây miếng vách này lại đủ rồi, không cần sửa gì nhiều cho tốn kém. Tại em còn bệnh hoạn nữa rồi chưa rồi. Làm được thành ra. Đó, anh thấy nhà của bà cụ tét bét luôn. Đó, lát chiều nay anh sẽ đi xuống nhà bà cụ. Còn hai đứa cháu nội nữa. Ba nó bỏ luôn. Ai cũng khổ vì cái chút chút rồi. Đó, ông cụ thì mới mất được năm. Mới mấy tháng chứ, còn con dâu thì chết. Dâu nó bỏ. Dâu bỏ luôn à? Dâu bỏ luôn. Rồi thằng con trai.
trai giờ nó đi thành phố bỏ mình lên bán con luôn. Coi như vợ chồng nó là mỗi đứa đi một nơi vứt bỏ luôn cho bả luôn. Hai đứa con. Bỏ hai đứa nhỏ để bả nuôi. Đó cái nhà này ten beng đất bét nè đúng vậy thấy không? Nhà đông vậy. Đứt ruột luôn. Cái nhà này rất là đứt ruột. Cho nên đó, anh sẽ điện thoại cho cái chỗ chị Trần Thị Thiên Kiều. Chị này ở bên Canada. Thì anh nói với chị một tiếng là giờ cái số tiền của chị giống như chị mong muốn là giúp cho những cái hoàn cảnh nào thực sự họ khó khăn. Họ vào quấy rách. Lấy đồng tiền này xây nhà cho người đó. Mà chị mong muốn là tiền này là để dành xây nhà. Ha? Thì cho nên anh sẽ giờ hết nguyên cục tiền này 41.992.000 đồng này về để sửa nhà cho bà cụ. Dạ, cũng được. Cất lại cái nhà bà cụ quá tội luôn à. Dạ. Bây giờ bà hết khả năng bà nuôi hai đứa nhỏ rồi. Ổng dạ, giờ nhờ mấy anh em đồng đạo đem dạo vô cho bà. Dạ. Cũng tội lắm. Trời, mà tôi nhận cái nhà này giờ tôi... Tí xíu nữa anh nhìn Từ Thành đi xuống dưới. Rồi bây giờ thì... cũng chúc cho cả nhà mình luôn được bình an vô sự, gặp nhiều điều may mắn. Chúc cho em kiếm được vợ nào mà chung thủy một chút, khổ một công lấy về á, dạ. Chừng 5-7 tháng nó để lại cho cái bộ hàm răng nữa là chết dở nữa con... nha. Dạ. Nó tháo nó lấy ra để lại kỷ niệm thêm bà hàm răng nữa là coi như xong. Trước khi lấy vợ sau hỏi em có lấy thẹo anh hàm răng giống như vợ trước không nha. Anh đưa cục tiền 100 triệu cho em. Cái bệnh của con thì chú Tư thấy ở đây là nó để làm tính rồi. Không, thấy cũng ổn rồi, cũng khỏe rồi chú Tư ơi. Tại... Không mà tính con không tham gì là cũng dạ. Cũng tốt. Thì con còn trẻ, dạ. Con cố gắng con làm. Chắc con... có lẽ là cái hướng tới nuôi được mẹ già. Ừ. Và đợt này nó cũng khỏe, con cũng đi làm. Dạ. Thì nếu mà mình khỏe, mình còn sức lực đó, mình đi làm cũng còn được nha. Dạ. Thì mình tính mình không tham vậy là điều mà là quá quá trân quý. Dạ. Thì qua đây sang gửi gắm thêm lần nữa nha, đây là một người đàn ông tốt, người đàn ông đích thực. À, vợ có bỏ chỉ ở nước đó, lấy hầm răng cài dưới đất cho gãy chơi thôi chứ không dám làm gì vợ. Cho nên bà nào cô nào mà có lấy anh này nhớ đừng ăn hiếp anh này nha. Hồi nãy thấy có cô kia vô vô đâu mất tiêu à. Bạn mới không? Bật mí ngay coi coi. Dạ. Mới quen hay qua cái clip bữa bên bệnh viện phải không? Sang lên cái clip đó thì... À, người ta gọi luôn phải không? Dạ, gọi. Chịu đèn luôn không? Hả? Cười 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 chịu đèn hả? Cười cười chịu đèn hả? Dạ. À. Xứng đôi người đó không? Thấy mình thấy vậy thì người ta cũng thương. Mà muốn có cưới không? Cưới em không? Chưa, em chưa suy nghĩ tới anh Trang ơi. Có cưới mời tôi nha. Không mời tôi là tôi thay mà phụ nữ đó tôi nhổ thêm bộ găng nữa là xong luôn á. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 10 triệu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Rồi. Trước khi giao 26.840.000 đồng này cũng Sang cũng xin nhắc lại. Tiền 11.500.000 nha quý vị. Là tiền của chị Calvin Tiêu, đại diện cho nhóm Phật tử A Di Đà bên Mỹ. Gửi cho Sang cũng lâu rồi. Và để gửi cho em vào để mà làm thủ tục ban đầu để nhập viện để mổ 11.500.000 này. Còn cái 26 triệu mấy là của Mạnh Nguyên Nguyên góp. Còn riêng cái tiền 8 triệu đồng này mà Sang trích tiền quỹ ra, lấy trong quỹ ra để mà cho em vào ở trong cái thời điểm trong bệnh viện để mà lo cái lặt vặt linh tinh ăn uống, rồi cho mẹ em vào để đi từ ở đây về lên tới về tới lên tới bệnh viện Cần Thơ, thành phố Cần Thơ để mà lo cho em vào cũng như là đóng cái đồ linh tinh mua ở ngoài thuốc ngoài đâu á. Thì trong 8 triệu này là Sang đã chích tiền quỹ cho nên Sang không có trừ ra đó. Thì nguyên 26.840.000 đồng thì Sang sẽ làm tròn luôn là 27 triệu rồi. Vào đếm lời luôn thì tổng cộng ở đây 27 triệu không? Cần đếm không? Đếm coi mai trúng số không? Đó. Bên Sang à. Thôi à, khỏi đếm hả? Không đếm lát mất lỗ sao? Hả? Dạ. Thôi khỏi đếm hả? Dạ. Thôi vậy cũng tốt. Thôi thì bây giờ ha. Trước mắt đó thì cũng xin chúc mừng. Dạ. Cũng cảm ơn Sang. Đặc biệt là cái sức khỏe. Có sức khỏe mình sẽ làm nên dạ. Chuyện mong rằng sức khỏe em dồi dào để tiếp tục để cống hiến cho giúp cho bà con trên đường thiện nguyện phụ anh Tư Thanh.
để mà giúp đỡ bà con nghèo trong nhiều năm qua. Và đừng quên nhiệm vụ là mình là trụ cột chính nuôi mẹ già với đứa con thơ nữa. Thì làm gì làm trong việc thiện cũng phải đi gán kiếm tiền để về nuôi mẹ già với con nữa, còn đi lên tái khám tới lui được nữa. Là giữ số tiền này sửa lại cái nhà. Mà nhớ sửa xong đóng cái chuồng Quyên Ương cho nó đẹp đẹp tươi tươi một chút. Đừng để mà nhớ phải coi phong thủy nha, đừng để kỳ này rước về nó làm thêm bộ găng nữa là chết dở sống dở luôn á. Khỏi kỳ này đã là coi như hết á, cháu mà ăn luôn á. Nha. Hứa không? Hứa ha. Chắc 5-2 năm nó mới em mới tính tới chuyện đó được. 5-2 năm nữa mới tính tới chuyện đó hả? Rồi vậy là bản lãnh. Không có, nếu năm sau thì cũng còn mấy tháng. Năm sau thì... Để lâu quá nó rụng không? Hả? Em cũng biết nó sợ người ta rồi. Đợi lâu quá, người ta nóng quá, người ta nôn không? Chú thì cũng khuyên con ha, khi khỏe mạnh rồi mình cố gắng lo làm ăn, con nuôi bà mẹ già với đứa con. Mình hạn chế, tuổi trẻ thì không ai cấm nhậu, nhưng mà điều mình con cố gắng hạn chế về con chuyện đó. Bỏ rồi. Nếu được chú nghe chú cũng mừng lắm. Bỏ rồi đó. Chú thì cũng ở gần bên con. Đó, thành ra cố gắng. Dạ thì bây giờ á, nói chung á là bệnh tật đã hết thì bây giờ mình sức khỏe là tốt, ráng cố gắng giữ gìn sức khỏe, tiếp tục để mà chăm lo mẹ già với con, đứa con mình để làm lại cuộc đời ha, xây dựng lại cái tổ Quyên Ương thì từ từ quan trọng là hãy ráng giữ vững cái tinh thần, lo cho đứa nhỏ là chính. Còn cái chuyện thì bước thêm bước nữa thì suy nghĩ để một vài năm nữa thì đó là điều tốt. Để mình ổn định lại cái tâm trí mình trước cái đảng. Thì đây cái là cũng là một cái câu chuyện mà hôn nhân gia đình tan rã này ai cũng còn một cái nỗi đau. Ai cũng còn hết đó. Cho nên thì cũng khuyên thôi gắng cố gắng để lắng động nảy nỗi đau lại. Rồi để cho từ từ nó quên lãng đi, chăm lo cho gia đình là trên hết. Đừng để nó đau nó khơi dậy rồi nó làm mình gãy răng thêm một lần nữa nha. Thì rồi thì qua đây có đôi lời nào cảm ơn Mạnh Thường Quân không? Dạ cảm ơn cô bác Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Dạ, cảm ơn rất là nhiều. Dạ thì con được qua cái khỏe mạnh về căn bệnh chú thấy cũng để làm tính chắc cũng đánh đổi rồi cố gắng mà lo làm ăn. Cái nhà của bà cụ tên gì anh Tư? Có địa chỉ gì trong này để em coi thử. Không, tên trước, nói tên mẹ trước cái đó. Để em điện đó. Hỏi điện mẹ em cái đó. Hỏi điện thì em nói luôn. Sẵn trên clip này em gửi cho chị Trần Thị Thiên Kiều. Tên bà cụ qua nói tên gì mất tiêu rồi. Cái tên bà cụ tên gì cô Kiều? Bà Tư Lát hả? Bà Mười Lát hả? Mười Lát hả? Kêu bà đổi sửa là chín lát thôi, mười lát nghe ngồi lát nữa gãy cũng chết luôn á. Chắc chứ bà cụ đó bà hết khổ rồi đó. Nghe. Nghe được rồi. Chưa. Rồi tắt ngồi trên cái nhà của cháu vào đây nè, rồi chắc nữa xuống. Bây giờ xin thưa với lại quý vị khán giả cũng là xin thưa với lại chị Trần Thị Thiên Kiều. Thì số tiền của chị em sẽ chuyển về bà cụ chín lát. Ấy quên, xin lỗi, mười lát. Bà cụ mười lát. Rồi chuyển về cho bà cụ để sửa nhà. Và đồng thời trong cái tiền mà quý vị Mạnh Thường Quân nào đóng góp cho em vào á, thì nếu Sang mà đọc sót thì Sang sẽ không quay lại trao. Quý vị cứ nhắn tin cho Sang, Sang sẽ không quay lại trao và Sang dành số tiền đó cho bà cụ 10 lát nha quý vị nha. Nếu quý vị nào bị sót tên hãy nhắn tin lại cho Sang hoặc Thủy, rồi Sang sẽ dùng số tiền đó cho bà cụ 10 lát. Thì cái hoàn cảnh bà cụ 10 lát rất là đáng thương. Rồi bà cũng lớn tuổi rồi, bà nuôi hai đứa cháu nội còn quá nhỏ, người con dâu và người con trai thì quá nhẫn tâm, cha mới mất rồi mà từ hôm đó tới hôm nay sanh ra rồi bỏ con vật vất cái đó rồi để cho mẹ già nuôi tới bây giờ không một lần về thăm nom. Thì tội nghiệp bà cụ già lắm, cho nên là Sang sẽ nhường cái tình yêu thương, nếu quý vị nào còn sót trong trường hợp của em vào cứ nhắn tin lại Sang và yêu cầu Sang gửi cho bà cụ 10 lát thì Sang sẵn sàng để chuyển qua. Còn riêng chị Thị Thiên Kiều, Trần Thị Thiên Kiều thì mong chị báo lại với lại mấy chị em kiều bào bên Canada. Thì mười mấy người đó, trong danh sách của chị gửi cho em đó, thì số tiền này thì sẽ chuyển qua
sửa cái nhà của bà cụ Mười Lát nha chị Thiên Kiều. Rồi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị nhân, quý vị mạnh thường quân trong nước và ngoài nước. Cảm ơn quý vị thật nhiều và kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc, có cuộc sống an lạc trong tương lai để tiếp tục chia sẻ yêu thương đến mọi hoàn cảnh, mọi mảnh đời bất hạnh trên mọi vùng miền đất nước. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại. Yeah, cảm ơn.